Bảo Ngọc đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022. Bảo Ngọc, 21 tuổi, cao 1,85m, vượt 70 thí sinh để đoạt vương miện Miss Intercontinental 2022, chung kết sáng ngày 15 tháng 10 giờ Hà Nội. Cuộc thi lần lượt trải qua các phần trình diễn trang phục dân tộc, áo tắm, dạ hội, ứng xử, danh hiệu Á hậu 1, 2, 3, 4, 5 lần lượt trao cho các người đẹp Puerto Rico, Brazil, Nigeria, Đức và Venezuela. Tân Hoa hậu tên đầy đủ Lê Nguyễn Bảo Ngọc, quê Cần Thơ, là sinh viên khoa quốc tế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Hồi tháng 8, cô giành ngôi vị Á hậu 1 Miss World Việt Nam, được đơn vị nắm giữ bản quyền cử thi Miss Intercontinental 2022 chỉ sau 1 tuần. Cô hiện là Á hậu cao nhất lịch sử thi nhan sắc trong nước. Bảo Ngọc có số đo hình thể lần lượt 87-63-98cm. Trong đêm chung kết, Bảo Ngọc giữ phong độ qua từng vòng thi. Cô diễn trang phục cô em dao đỏ của nhà thiết kế trẻ Phạm Minh Hiếu. Phần thi dạ hội dành cho top 10, cô mặc thiết kế ánh kim, tôn dáng do Trung Thanh Phong thiết kế, có những bước kết quát quyền chuyển. Ở phần thi ứng xử, Bảo Ngọc nhận câu hỏi từ giám khảo có nội dung: thất bại nào trong cuộc đời giúp bạn học hỏi được nhiều điều nhất? Cô tự tin trả lời bằng tiếng Anh: chúng ta chỉ thật sự thất bại khi từ bỏ cố gắng. Ngày hôm nay tôi đứng đây, ngay trên sân khấu của Miss Intercontinental, tôi đã từng đối mặt với những thử thách. Tôi sẵn sàng cống hiến lòng nhân ái, tri thức và đã đến lúc Việt Nam có chiếc vương miện của cuộc thi. Các hoa hậu, người đẹp, nhà thiết kế như Kỳ Duyên, Minh Triệu, Trung Thanh Phong cho biết tự hào trước kết quả của Bảo Ngọc. Bà Phạm Kim Dung, chủ tịch công ty Sen Vàng Entertainment, đơn vị quản lý Bảo Ngọc, trực tiếp có mặt ở Ai Cập để cổ vũ cô. Bà cho biết, khi chỉ còn top 2 trên sân khấu, MC công bố kết quả, Bảo Ngọc khá run, sau đó vỡ òa cảm xúc. Nhiều khán giả có mặt tại sân khấu vỗ tay, trong đó một số ít người Việt hò hét chung vui với cô. Bảo Ngọc có hành trình gần 1 tháng với Miss Intercontinental. Cô tới Ai Cập ngày 26 tháng 9, nhanh chóng nhập cuộc vào các hoạt động. Cô gây chú ý với chiều cao và nụ cười tươi. Bảo Ngọc liên tục biến hóa phong cách thời trang gồm gợi cảm, thanh lịch. Từ gần 50 bộ trang phục do ekip chuẩn bị của các nhà thiết kế trong nước như Trung Thanh Phong, Tuấn Trần, Võ Thanh Can, Thái Nguyễn. Sau các phần thi phụ gồm trang phục dân tộc, áo tắm vào các ngày 11 và 12 trên 10, cô đều lọt top cao bình chọn của các chuyên trang sắc đẹp quốc tế. Bảo Ngọc có gần 2 tuần chạy nước rút tập luyện các kỹ năng, cải thiện hình thể để đến với cuộc thi. Cô đến phòng gym 3 tiếng mỗi ngày, chia ra ca sáng và chiều, tập cùng huấn luyện viên các bài với tạ, dây. Người đẹp vốn có tạ người khá ốm, khó giữ cân nên kế hoạch tập luyện diễn ra ở cường độ cao, kết hợp chế độ dinh dưỡng. Hồi giữa tháng 9, Bảo Ngọc gặp sự cố bật móng chân khi luyện catwalk cùng Minh Triệu. Cô chỉ nghỉ ngơi ít ngày sau đó quay lại tập luyện. Bảo Ngọc còn dành 4 tiếng trong ngày họp trang điểm cùng chuyên gia Quân Nguyễn, Tu Lê. Có lợi thế IELTS 8.0, cô vẫn đăng ký thêm lớp nâng cao để rèn kỹ năng trả lời phỏng vấn, giao tiếp. Hoa hậu Liên lục địa Miss Intercontinental là sân chơi nhan sắc quốc tế thường niên, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1971. Ban đầu, chương trình được tổ chức với tên gọi Teen Pageants, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của các thiếu nữ, chỉ hút vài chục thí sinh. Về sau, tên cuộc thi rút gọn lại thành Hoa hậu Liên lục địa, dần dần hút lượng thí sinh tham gia lớn hơn. Cuộc thi được nhận xét lớn thứ 8 thế giới, có tuổi đời xếp sau Miss World, Miss Universe, Miss International. Tuy nhiên, đến nay sân chơi vẫn chưa lọt vào danh sách những cuộc thi thuộc hệ thống Grand Slam do khâu tổ chức còn sơ sài, thiếu chuyên nghiệp. Cuộc thi lần thứ 50 diễn ra ở Ai Cập từ cuối tháng 9, đêm chung kết tổ chức ngoài trời. Trên một số diễn đàn, nhiều fan sắc đẹp nhận xét cuộc thi có sân khấu, ánh sáng, góc quay chưa tốt. Thời gian đêm thi kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ, kịch bản lê thê khiến nhiều người xem mệt mỏi. Theo Global Beauty, top 5 cuộc thi nhan sắc lớn hiện tại gồm Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Supranational và Miss Grand International.